Và ở đây công ty sẽ cung cấp cho khách hàng một cái trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và một cái trải nghiệm mua sắm rất là độc đáo và khác biệt so với những cái trang thương mại điện tử khác. Chúng ta có thể thấy rằng là nếu như các anh chị đã từng mua hàng trên những cái trang thương mại của Tiki, của Lazada thì cái điểm khác biệt lớn nhất của BC so với những trang thương mại đó là gì các anh chị? Đó là chúng ta có một cái lực lượng đại lý, có những cái người tư vấn có thể sẵn sàng túc trực và chăm sóc khách hàng mọi lúc mọi nơi các chị nhé. Thì đó là cái điểm khác biệt và cái giá trị cũng như là mang lại một cái trải nghiệm mua sắm online mà được tư vấn một kèm một. Đó là cái trải nghiệm mua sắm khác biệt mà BC muốn dành cho khách hàng. Vậy thì số lượng khách hàng họ sẽ tham gia và người ta mua sắm BC ở trên các trang thương mại BC sẽ rất nhiều, và ở đây thì cả ba bên đều cùng có lợi các chị nhé. Nhà sản xuất có lợi, khách hàng có lợi và bản thân đại lý cũng có lợi và bản thân BC cũng có lợi các anh chị. Và đây là mô hình tất cả mọi người đều cùng có lợi nếu như chúng ta kết hợp lại với nhau, chúng ta có một cái sự kết nối lại với nhau thông qua BC. Ok em ạ? Thì đó là